dễ thương. Bạn đang hơi chảy tóc rồi kìa. Để hết rồi. Livestream YouTube không lo. Đừng lo, anh đang livestream YouTube mà không phải Facebook đâu. Cô làm dạy dài. Tao đéo cần biết những đứa nào làm. Điều kiện cho mày ế nó văng rồi. Anh ế cũng được không sao, nhưng anh phải tạo điều kiện cho cô em gái. Thằng kia ngồi đi. Thấy kia bạn đấy bảo là em sang bên kia thôi, bạn không ngồi chuyện với anh. Mình già rồi, không phù hợp với tuổi. Em chắc gì em hỏi lại bạn ấy sinh năm bao nhiêu, khi lại làm anh. Em phải hiểu câu lịch sự là không biết bạn cao hơn mình hay bạn thấp hơn mình thì gọi anh với em, hiểu chưa? Con trai không vô được làm anh, dù là lớn hay ít hơn tuổi, hiểu chưa?
đợt trước đi làm cái bà 88 với mẹ gọi bố hay bằng chị mà gọi bố thằng em mà bố thuê một cái đấy mẹ nó dám gọi luôn đấy. Tiếp tục. Mặt con bé này vẫn còn trắng, thoải mái uống đi. Nó lần trước nó uống hàng 2 lít không say. Lô hôm đấy lô nào chẳng dọn trong này cái máy trước mà lô là cầu thang. Hôm với bạn mình dịu cầm tao uống nó đi. Năm 72% thôi mà tổng kết. Bia uống chỉ có đầy bụng thôi, rượu uống thì say. Lấy thêm rượu đi. Chém gió to. Uống được không mà lại đấy. Bọn anh chỉ ngồi tinh thần thôi. Em cứ uống hai chén với bạn gái anh thì cũng tinh thần em một chén. Người ta đã phải bỏ tiền ra cho mày rồi. Để mày uống để có người yêu thì mẹ cả cô. Xong bắt đầu để mày có biết con cùng sẽ vui này. Mày sẽ mua đồ cứ đi chơi về mày mua đồ cho mẹ anh em cô ăn phải sữa. Tôi đang quay ngược sáng, thế nên mặt của nó bé rất là đỏ. Mà mặt đỏ thì đồng nghĩa với câu chuyện là đang say. Nó chưa say mà nó có xe sơn thì say được.